chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Châu miền Tây học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình không có chia sẻ mình xây dựng đó cô chú anh chị và các bạn. Thì những ngày cuối năm mình cũng làm một cái video về miền Xuân. Thì mình có đi tham quan ở chợ thành phố Cao Lãnh, chợ hoa cô chú anh chị và các bạn. Thì ở đây là tất cả là nội hoa. Thì ở nhiều tỉnh cũng có đến đây để trưng bày những cây hoa kiển bán trong ngày cuối năm là ngày cuối năm đầu năm Tết của chú anh chị. Thì mình quay lại thì mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem, và mình cũng có trang nhung một nhạc Xuân Xuân để cho cô chú anh chị và các bạn vừa xem vừa nghe nhạc nó thư giãn nha. Thì cũng cuối năm và đầu năm mình cũng chúc cho cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước một ngày một năm mới tràn đầy hạnh phúc và an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Thì mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn trong suốt thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ kênh của mình. Mình chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thì hôm nay thì mình chỉ đầu mình chúc cho cô chú anh chị và các bạn thôi. Thì hôm sau thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem hoa và nghe nhạc Xuân thư giãn nha. Để video mình hay hữu ích nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mình mọi người cùng xem. Mình chân thành cảm ơn nha. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn xem những bông hoa, những cây kiển đẹp trên thành phố Cao Lãnh của mình nha. Rồi, ok.